Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 75 Xin mời xem đoạn thứ 62 Trong Cảm ứng Thiên Nguyện nhân hữu thất, hủy nhân thành công từ chỗ này về sau có tám đoạn đều là nói nhu ác hai loại cương nhu trong phần chú giải có nói với chúng ta Nhân chi hữu thất Đây là một chuyện không may mắn Chữ thất này Có nghĩa là lỗi lầm Cũng có nghĩa là gặp phải tổn thất nào đó Có người khi gặp phải những chuyện không may hiền nhân hay quân tử nhìn thấy nghe thấy luôn có tâm thương xót nhất định không vui mừng khi người gặp tai họa nếu có tâm ý vui mừng như vậy chính là bất thiện thái thượng ở chỗ này nói với chúng ta cái này cũng là ác mặc dù không thể hiện ra hành vi nhưng khởi tâm động niệm này cũng là bất thiện con người trên thế gian tai họa là không thể tránh khỏi đó là do nguyên nhân gì vô lượng kiếp đến nay chúng sanh trong lục đạo khởi tâm động niệm tạo tác hành vi nhất định đều là ác nhiều thiện ích chúng ta trên kinh điển Phật giáo Thường hay đọc tụng Nhất là Bách Pháp Minh Môn Luận Trong Bách Pháp Minh Môn Luận Có nói với chúng ta Tâm phiền não của chúng ta Có 26 loại Thiện tâm chỉ có 11 loại Có thể thấy Phiền não của ác tâm sở nhiều hơn Gấp đôi thiện tâm sở Hơn nữa tập khí ác Lại mạnh hơn Tập khí thiện cho nên nếu như không nhận được giáo dục tốt không có công phu tu trì tốt khởi tâm động niệm không gì là không tội những gì nói trong địa tạng kinh là chân thật không những phật pháp nói như vậy trong các tôn giáo khác cũng có cách nói này cũng có cách nhìn giống như vậy cho nên vui mừng khi người gặp họa là một thói quen không tốt nhìn thấy người khác gặp nạn nhìn thấy người khác gặp chuyện không may còn ở đó vỗ tay cười lớn những tình cảnh này từ các em nhỏ cũng có thể nhìn thấy đối với thành tựu thiện hạnh của người khác tán thán thì ít nhìn thấy người khác gặp chuyện không may thể hiện ra tâm thái vui mừng như vậy thì vô cùng nhiều chúng ta tự mình suy ngẫm tỉ mỉ lại xem khi chúng ta còn nhỏ lúc còn đi học có phải là cũng thường có hiện tượng này không khi chúng ta gặp chuyện không may người khác dùng tâm thái như vậy để mà nhìn chúng ta chúng ta lúc đó có cảm tưởng gì không có thể nghĩ tới mức độ này mới biết được sự tổn thương của những trò đùa quái ác đối với tâm linh tinh thần của con người chuyện này chúng ta không nên làm hủy nhân thành công hủy ở đây có hai ý. Thứ nhất là hủy hoại, thứ hai là hủy bán. Thành công công không quan trọng lớn nhỏ. Người kinh doanh đều hy vọng họ có thành tựu đặc biệt là công vì xã hội vì chúng sanh đương nhiên là nhân duyên trong này vô cùng phức tạp sự nghiệp kinh doanh của một người có ai mà không hy vọng có thành tựu chứ chúng ta nếu như hủy hoại đó là tạo nghiệp sự nghiệp thành tựu nhất định có nhân đời trước người hủy hoại chỉ là làm tăng thượng duyên giúp đỡ họ cũng là tăng thượng duyên hủy hoại họ cũng là tăng thượng duyên thực tình mà nói đối với người làm kinh doanh rốt cuộc tổn hại lớn bao nhiêu cản trở thì có phá hoại thì trong phật pháp nói là không thể nào các vị trì hoãn thành tựu của họ cái này thì có thể thực sự cản trở thì không thể nào vì đó là đi ngược lại với định luật nhân quả rồi cho nên chân thật thông đạt đạo lý nhân quả báo ứng và chân tướng sự thật thì con người ta liền bình tâm trở lại thôi nhân tốt mà họ trồng trước đây đời này nhất định có quả báo thiện quả báo thiện hiện tiền Bị người khác chướng ngại Có thể là sau 5 năm 10 năm Quả báo thiện của họ Vẫn sẽ là hiện hành Đạo lý này phải biết Nếu như chúng ta dùng thiện hạnh Thành tựu điều thiện cho người thành tựu cái đẹp cho người đây là tu đức cho chính chúng ta hà tất phải tạo nghiệp thành tựu điều xấu cho người chứ đó là tạo nghiệp chướng ngại chuyện tốt của người giúp đỡ chuyện xấu của người khác vậy là chúng ta tự mình tạo nghiệp rồi nếu như người ta tạo phước cho xã hội vì chúng sanh mà làm lợi ích vậy thì các vị phải xem mức độ ảnh hưởng của nó thời gian ảnh hưởng của nó nếu như tầm ảnh hưởng lớn Thời gian dài Vì thì tội nghiệp này nặng rồi Ngàn dạng lần không nên cho rằng Chúng ta hữu ý hay vô ý tạo nghiệp này Đại khái là không quá nghiêm trọng Vậy thì chúng ta đã tự nghĩ sai rồi nghĩ sai rồi thì thường sẽ làm sai cho đến khi gặp quả báo hiện tiền hối hận cũng đã muộn rồi cho nên con người nhất định phải có tâm từ bi phải có tâm đồng cảm điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác Khởi tâm động niệm Phải thường thường cảnh tỉnh Quan sát Chúng ta có nên Có suy nghĩ này Có nên nói những lời này Có nên làm những việc này Câu tiếp theo Nguyên nhân tự an Giảm nhân tự ích ý này rất rõ ràng đều không khó hiểu hơn nữa chúng ta thường phạm phải gặp phải chuyện nguy hiểm thường thì bảo người khác đi thay chuyện có lợi ích thì luôn hy vọng chính mình chiếm thêm được lợi giảm nhân tự ích tức là tổn hại người lợi cho mình đều là quan niệm sai lầm câu đầu tiên trong chúa giải Nói rất hay Ngàn dạng cuối kinh Cũng chỉ nói về một chữ tâm Đây không những là Phật giáo Mà hết thầy tôn giáo Thực tế mà nói Đều chỉ nói một chữ tâm Tôn giáo có thể chung sống hòa bình với nhau không dân tộc có thể đoàn kết hay không từ lý luận phật pháp mà nói nhất định là có thể chắc chắn là khẳng định chỉ cần mọi người giác ngộ chỉ cần mọi người hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta có thể nói rất nhiều tôn giáo khác nhau học thuyết khác nhau trên thế giới cũng giống như chúng ta đứng ở nhiều vị trí khác nhau để nhìn một sự việc sự việc chỉ có một chúng ta đứng ở vị trí không giống nhau Cho nên mọi người nhìn thấy Không giống nhau Thực ra cũng là một sự việc Cũng giống như Nắp ly trà này vậy Chúng tôi lấy ở bên này Mọi người ở hai bên nhìn vào Người ở bên này nhìn thấy Nhô ra Người bên kia nhìn thấy thì lỡm vào Sau đó hai bên cãi nhau tranh luận Dính diễn ai cũng không chịu phục ai bởi vì không nhìn thấy được hết toàn bộ mà nếu lật mặt quay đầu qua nhìn lại vấn đề không phải là giải quyết rồi sao thần thượng đế mà mỗi một tôn giáo nhìn nhận cũng là như vậy thật ra cũng là một phật pháp nói viên mãn nói thấu triệt Phật giảng nói cho chúng ta tới chỗ cứu cánh nhất, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí huệ. Cho nên Phật nói với chúng ta sự thực chân tướng này: tận hư không khắp pháp giới hết thảy chúng sanh là chính mình. Đây không phải là bao gồm toàn bộ hay sao? Chuyện này là thật Trên Kinh Hoa Nghiêm có nói Tận hư không khắp Pháp giới hết thảy chúng sanh Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Tâm là tâm của chính mình Thức là thức của chính mình lìa khỏi tâm thức không có pháp nào có thể đạt được cho nên phật pháp nói tới chân lý đích thực đều là nói tự tánh tam bảo nói tự tánh tam bảo người niệm phật nói tự tánh di đà tự tánh tịnh độ thế giới này của chúng ta các vị nếu như hiểu được đạo lý của câu nói này vì không phải là tự tánh ta bà tự tánh thích ca hay sao mở rộng đến các tôn giáo khác các vị cũng hiểu được tự tánh thượng đế tự tánh cơ đốc các vị sẽ hoát nhiên đại ngộ hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước từ đâu bà có vậy chỉ nhìn thấy một phần không nhìn thấy viên mãn từ chỗ này mà ra cái này hiện tại chúng ta gọi là hiểu lầm trong phật pháp gọi là thiên kiến Không nhìn thấy một cách viên mãn Cho nên giáo dục Phật Pháp Là viên mãn Không thiên dịp bên nào Đó mới chân thật Có thể giải quyết hết thảy vấn đề Phật Pháp nói tu hành chứng quả Chứng đạo Quả và đạo là chân tướng sự thật. Chân tướng hiểu rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng đoạn trừ. Nhưng mà làm sao để hiểu được chân tướng sự thật? Nhất định phải phá vọng tưởng phân biệt chấp trước hay nói cách khác vọng tưởng phân biệt chấp trước phải buông xuống càng tan nhạt thì các vị hiểu được chân tướng sự thật càng nhiều càng thâm nhập chấp trước kiên cố phân biệt một cách nghiêm trọng sẽ chướng ngại trí huệ của chúng ta trí huệ là vốn có không phải từ bên ngoài mà có trí huệ có thể chứng được pháp giới cũng chính là sự thật chân tướng là sợ chứng Năng sở là một không hai Cảnh giới này Là cảnh giới quả địa Của chư Phật Như Lai Phật nói với chúng ta Ngài chứng đắc Khích lệ với chúng ta Cũng phải chứng đắc Như vậy mới có thể có được lợi ích thật sự Thọ dụng chân thật Từ những điểm này Chúng ta mới có thể thực sự thế hội được Chư Phật Như Lai Tại vì sao phải giúp đỡ Hết thảy chúng sanh Hơn nữa còn là giúp đỡ Không tư lợi, không điều kiện Đây là điều mà phàm phu chúng ta không cách nào lý giải được tại vì sao các ngài phải làm như vậy các ngài biết tận hư không biến pháp giới là cùng một thể trong kinh đại thừa nói pháp thân một pháp thân cũng giống như cơ thể của chúng ta một cơ thể nếu trên cơ thể có bộ phận nào bị đau đớn các bộ phận khác liền đến giúp đỡ nếu như tay phải của chúng ta bị tê tay trái tự nhiên sẽ đi giúp đỡ có cần điều kiện không Có cần đòi hỏi thù lao hay không? Phật biết được hết thảy chúng sanh Trong tận hư không khắp Pháp giới là một thể Cho nên giúp đỡ không điều kiện Như vậy mới nói Lợi ích chúng sanh Chân thật là lợi ích chính mình nhưng mà hết thảy chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay đều đọa lạc trong vọng tưởng phân biệt chấp trước không hiểu được chân tướng sự thật không biết được pháp giới là một thể cho nên nhìn thấy tay phải đau đớn tay trái không chịu giúp đỡ giúp đỡ thì đòi hỏi đòi thù lao rồi còn hỏi tại vì sao phải giúp đỡ chứ không biết được đó là một thể nhà phật nói vô thượng bồ đề cứu cánh viên mãn chính là thực sự thấu triệt tận hư không khắp pháp giới hết thầy chúng sanh là một thể mười phương ba đời chư phật cùng đồng một pháp thân một tâm một trí huệ những lỗi lầm này tự nhiên sẽ không còn nữa không hiểu được chân tướng sự thật mới sanh ra những lỗi lầm này cho nên phật dạy chúng ta nhận thức được chân tướng sự thật mới biết được làm thế nào để giúp đỡ chính mình làm thế nào khiến cho chính mình được lợi ích chân thật không có gì khác chỉ là toàn tâm toàn ý giúp đỡ xã hội này giúp đỡ hết thảy chúng sanh đích thực là có một số chúng sanh đánh mất đi tự tánh không hiểu được chân tướng sự thật cho nên phật bồ tát trong tất cả những sự giúp đỡ quan trọng nhất là giúp chúng sanh hiểu được chân tướng sự thật điều này chúng ta thường nhìn thấy trong kinh điển, chân thật là từ bi, từ bi vô tận. Chúng ta chính mình tu học, tu dưỡng cũng lấy điều này làm chánh, phương hướng mục tiêu đúng đắn rồi trong đời này mới có thể có được thành tựu phương hướng mục tiêu sai rồi phật pháp đại thừa gọi là không tương ưng thành tựu không phải là phật pháp mà là thế gian pháp phật pháp là giác thế gian pháp là mê khác nhau chính là ở chỗ này Chúng ta tiếp tục xem đoạn 64 Trong Cảm ứng Thiên Dĩ ác, dịch thảo Dĩ tư phế công Đoạn 65 Thiết nhân chi năng Tế nhân chi thiện chúng ta xem hai đoạn này những việc này đều là những việc mà chúng ta rất dễ phạm phải trong cuộc sống hàng ngày gọi là kén chọn cho dù là ở hoàn cảnh nào môi trường nào người giác ngộ và người chưa giác ngộ khác nhau chính là ở điểm này người giác ngộ thì sống trên thế gian này là vì chúng sanh người mê hoặc thì sống ở thế gian này vì lợi ích của chính mình vì lợi ích của chính mình mà sống trên thế gian này đương nhiên phải chịu luân hồi quả báo cái gọi là thiện có thiện báo ác có ác báo lục đạo luân hồi là nhà của họ nếu như sống vì chúng sanh hết thảy vì chúng sanh lục đạo không liên quan đến họ rồi cho nên người mê hoặc cho dù ở trong hoàn cảnh nào gặp cái gì tốt đều phải chiếm cho riêng mình cái không tốt thì nhường cho người khác chúng ta bình lặng mà quan sát thì có thể nhìn thấy sau khi nhìn thấy quay đầu suy ngẫm lại xem bản thân chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật như thế nào có phạm phải cái tội này không Cho nên bình lặng mà suy nghĩ xem Thì sẽ hiểu ra Chúng ta đang là người trong luân hồi Hay chân thật là người Của Tây Phương cực lạc thế giới Thế như thật sự là người của Tây Phương cực lạc thế giới Đến nơi luân hồi này để giúp đỡ người khác gọi là cứu độ hết thảy chúng sanh cứu độ hết thảy chúng sanh phải thể hiện hành vi cho người khác xem người thế gian tham ái chúng ta xả thí người thế gian muốn lấy những món đồ tốt Chúng ta thì lấy những thứ còn lại Cái gì mà mọi người bỏ đi Thì chúng ta lấy Mọi người cần thì tận lực cúng dường họ Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Trong tăng đoàn quần áo mà người xuất gia mặc gọi là phân tạo y Cái gì gọi là phân tạo y Quần áo cũ mà người ta mặc không cần nữa Dứt ra đóng rác Người xuất gia nhặt về trong đó vẫn còn phần có thể dùng miếng vải này cắt ra ghép lại cứ như vậy mà may thành một bộ y phục cho nên chúng ta nhìn người xuất gia đắp y có từng ô từng ô những ô đó là gì là nhặt từ khắp mọi nơi mà ra bởi vì chất liệu không như nhau màu sắc cũng không giống nhau Mặt giàu rất khó coi Cho nên phải nhuộm lại Cho nên gọi là nhiễm sắc y Đây là tấm gương Mà Thế Tôn chư Phật Bồ Tát Làm cho chúng ta xem Giáo hóa người đời tập khí ác này mới có thể trừ bỏ đi dĩ tư phế công đây là hiện tượng rất phổ biến có một chút địa vị có một chút quyền thế thì hết sức lợi dụng lợi dụng quyền thế của chính mình để đạt được lợi ích cho riêng mình hối lộ cũng tốt là người ta mang tới tặng mà nhận hối lộ trong phật pháp gọi là trộm cắp Chúng ta không đi ăn trộm là người ta đưa tới Họ không phải là cam tâm tình nguyện mang tới Họ đến nhờ giả các vị Bất đắc dĩ phải mang đến là trộm cắp Thủ đoạn trộm cắp rất nhiều Phương pháp rất nhiều Hay nói cách khác Phạm là những thứ không nên có được Bất luận là dùng bất kỳ thủ đoạn gì Cái gì có được rồi Đều gọi là trộm cắp dĩ tư phế công dĩ ác dịch hảo phải xem mức độ lớn nhỏ tầm ảnh hưởng lớn nhỏ thời gian ảnh hưởng dài hay ngắn của việc này để mà kết tội cho nên trong phật pháp trước mắt chúng ta từng đọc ung tắc phương thuật tôi từng báo cáo qua với mọi người rồi những câu này gần như đều có quan hệ liên đới với nhau cũng giống như chúng ta hiện nay lưu thông phật pháp cho dù là lưu thông kinh điển lưu thông băng đĩa chúng ta lấy cái này làm thí dụ những việc này mọi người ủy thác các vị đi làm liên quan đến tiền bạc nếu như các vị cắt giảm tiền trong số tiền đó chiếm một phần làm của ri tội này vô cùng nặng chúng ta in sách các vị có nghiêm túc chọn giấy có nghiêm túc mà suy nghĩ xem xét rất nhiều mặt nếu như hy vọng nguyễn kinh này có thể tương truyền dài lâu vậy thì các vị nhất định phải chọn giấy tốt mới có thể bảo tồn trong một thời gian dài giấy của người phương tây hiện nay cao cấp là giấy in kinh thánh Có thể bảo tồn 200 năm Các loại giấy bình thường Độ bền của nó nhiều nhất là 100 năm Đến lúc đó thì giấy sẽ biến thành bột Nhưng mà giấy của Trung Quốc Giấy của Trung Quốc nhìn không được đẹp bằng giấy của ngoại quốc nhưng mà lại bền Giấy mau biên Trung Quốc có thể bảo tồn 500 năm Giấy tuyên, giấy liên sử Giấy liên sử không biết các vị có biết không Giấy liên sử rất mỏng mềm Đều có thể bảo tồn đến 1000 năm Cho nên chúng ta muốn in sách Có suy nghĩ đến việc này hay không nếu như đây là sách thiện Hy vọng nó có thể bảo tồn dài lâu Sách này là để cho ai? Để cho thư diện sách của người ta Sưu tầm, bảo tồn Như vậy có thể truyền được dài lâu Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ Tới vấn đề này Không thể tính toán quá tiết kiệm Nếu như để phổ cập Dùng để tuyên truyền Hy vọng mọi người hiểu được Càng nhiều người có được Giấy kém hơn một chút cũng không sao Số lượng phải lớn Thế nên trọng điểm xem xét Nằm ở chỗ này Chúng ta phải làm như thế nào Như định phải làm được tận thiện tận mỹ Khi người ta cầm lên tay Thì sanh tâm hoan hỷ Dùng tiền Một xu một hào Cũng không thể lãng phí lãng phí là tạo tội nghiệp cho nên công tư phải phân biệt cho rõ ràng phật tổ không những dạy chúng ta tu phước quan trọng nhất là phải tiết phước người trên thế gian này biết tu phước có những người biết tiết phước thật sự quá ít có thể nói là các nước đang phát triển người hiểu được tiết phước càng ngày càng ít những khu vực vẫn chưa phát triển thì người hiểu được tiết phước thì lại nhiều vì sao vậy vật chất vô cùng thiếu thốn cho nên đối với vật chất vẫn còn quý tiết những đạo lý này chúng ta phải hiểu chứa giải ở trong hội biên có lấy một thí dụ dĩ ác dịch hảo như thiết dịch kim thạch dịch ngọc chuyện này rất nhiều đặc biệt là ở trong thương trường chuyện này cũng không là gì đem sắc mạ thành vàng dùng vàng này đi lừa người đem cục đá biến thành ngọc để lừa người người ta thích mua ngọc lừa họ cũng chẳng sao dù sao thì họ cũng có tiền thế nhưng tạo nghiệp lớn nhất là tạo ra thuốc giả tội này vô cùng lớn rồi trước mắt Có thể đạt được chút lợi ích Nhất định là đọa A Tỳ địa ngục Các vị bán thuốc giả Các vị hại mạng người Tội này vô cùng lớn rồi Phạm là về phương diện mưu sinh Của chúng sanh Nếu như các vị Dĩ ác dịch thảo Thì tội này vô cùng nặng rồi Bởi vì đó là những gì cuộc sống cần Sanh mạng nương tựa vào Tu Đức cũng phải hạ công phu từ chỗ này Chỗ này Có dẫn dắt một đoạn Của tứ tổ Đây là thiền tông Cảnh duyên không tốt xấu Xấu tốt từ nơi tâm Tâm nếu như không ham hư danh Thì vọng tưởng tình thức từ đâu mà sanh chứ Phật Pháp là tu cái gì? tu tâm thanh tịnh tâm bình đẳng trong tâm của các vị vẫn còn xấu tốt vẫn còn đẹp xấu đây là phiên não hiện tiền của các vị chính mình nhất định phải giác ngộ, đó chính là đang tạo nghiệp. Trong đó có một câu chuyện, pháp sư nguyên hiểu, đây là một vị cao tăng của Hàn Quốc, là người thời Đường, cũng là đại đức của Tịnh Độ Tông. Ngày đến trung quốc tìm thầy thăm bạn phải chịu không ít khổ nhọc buổi tối thì phải ngủ ngoài nghĩa địa nửa đêm khát nước tỉnh dậy không có nước uống nhìn thấy bên cạnh có nước Ngài liền múc nước đó lên mà uống Sáng sớm hôm sau Tỉnh dậy thì mới biết Đó là nước do tử thi chảy ra Lúc đó khi gì nhìn thấy Thì trong lòng Ngài Cảm thấy buồn nôn Sau đó hoác nhiên đại ngộ Ngài nói Tam giới duy tâm Dạng pháp duy thức Mỹ ác tự ngã Hà quan thủy hồ Khi Ngài uống thì không biết Cho rằng Đó là đang uống nước suối Uống rất là thoải mái Buổi sáng thì Nhìn lại thì không phải vậy Đó là do tử thi chảy ra Ngắm vào trong nước từ chỗ này mà giác ngộ Hết thảy đều là do tâm tạo Tâm các vị là bình đẳng thanh tịnh Thì nước của tử thi thì cũng rất ngon Cho nên dĩ tư phế công Hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình Thuận tiện cho chính mình không quan tâm người khác Dư giả một phần cho mình Thì người khác là phải chịu một phần thiệt hại rồi Cho nên chỗ này rất đơn giản Chúng ta phải xây dựng một khái niệm Chúng ta học Phật Hay là mong muốn tiếp tục không ngừng làm phạm phu nếu như muốn học phật muốn thành phật chúng sanh là thứ nhất hết thảy vì chúng sanh xã mình vì người sống trên thế gian này đều là vì chúng sanh nhất định phải đọc kinh phải giải nghĩa phải y giáo phụng hành tu hành trong đời sống lìa xa đời sống thì không có nơi nào mà tu hành tu hành chính là nói chúng ta đối với hết thảy người hết thảy việc hết thảy vật sửa đổi cách nghĩ cách nhìn cách làm sai lầm của chúng ta gọi là tu hành chư phật như lai biểu hiện ra hoàn toàn đều là tánh đức tự nhiên mà hiển lộ đức hạnh viên mãn nhất không có chút nào khiếm khuyết phàm phu chúng ta vẫn chưa kiến tánh chưa kiến tánh chưa kiến tánh thì học hành vi của phật bồ tát học phật bồ tát chúng ta phải ghi nhớ không phải là học theo các ngài hành vi của các ngài là tự tánh tự nhiên mà lưu lộ chúng ta học theo cũng là tự tánh hiển lộ cho nên phải hiểu đạo lý này phật pháp không phải là nói dắt mũi đi theo không phải như vậy đó là sai lầm đó là do các ngài kiến tánh rồi chúng ta vẫn chưa kiến tánh chúng ta học theo tấm gương của các ngài chính mình cũng phải kiến tánh cho nên nhất định phải buông bỏ thành kiến của chính mình Buông bỏ kiến giải của chính mình Buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của chính mình Nghe theo lời dạy báo của Phật Đà Đó gọi là quy y Từ đâu mà quy Tự mình phải biết được Từ phân biệt vọng tưởng chấp trước của chính mình từ cách nghĩ cách nhìn sai lầm của chính mình quay đầu trở lại làm theo lời dạy bảo của chư phật bồ tát chúng ta mới học phật vẫn chưa kiến tánh nhất định phải dùng phương pháp này câu tiếp theo thiết nhân chi năng tế nhân chi thiện thiết tức là trộm cắp thí dụ trong đây lấy rất hay thí dụ như trộm cắp văn chương của người khác thành của mình chuyện này từ xưa đến nay rất hay nhìn thấy văn chương người khác viết Chiếm thành của riêng mình Đem tên của người ta xóa đi Dùng tên của chính mình phát hành ra Người ta dứt vả bao nhiêu năm nghiên cứu Mới phát biểu được một bài luận văn Kết quả là bị người khác cướp đi mất khi tôi ở los angeles nước mỹ từng thấy qua cư sĩ triệu lập bổn là giáo sư đại học mất bao nhiêu năm nỗ lực nghiên cứu viết ra mấy bài luận văn kết quả khi phát biểu ra thì không phải tên ông ấy mà là tên người khác cho nên ông rất bất bình sau đó xin nghỉ việc đi mở quán ăn ông đã đem chuyện đó kể cho tôi những chuyện như vậy mạo danh công lao của người khác xưa nay trong và ngoài nước chúng ta trong lịch sử cũng thấy được rồi đó chính là lừa mình dối người chúng ta phải tỉ mỉ quan sát nhìn xem họ có kết quả tốt hay không đa phần khi lúc về già đều gặp phải quả báo cho dù trong đời này không có lụng bại trong cảm ứng thiên nói rất hay các vị có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được thiên địa quỷ thần thiên địa quỷ thần chân thật là có không phải là giả không phải là dùng để dọa người những đạo lý chân thật này chúng ta phải biết đặc biệt là chúng ta sống trong thời hiện đại này các gì chỉ cần bình lặng mà quan sát thông tin báo cáo trên nhiều phương diện chúng ta liền hiểu được chúng ta hiện nay đang sống trong thời đại như thế nào tai nạn mỗi năm mỗi nhiều hơn lần sau nghiêm trọng hơn lần trước chúng ta vẫn còn chưa giác ngộ vẫn còn ở đó mà tạo nghiệp hậu quả không thể tưởng tượng được hơn nữa hậu quả này sẽ đến rất nhanh chúng ta sanh trong thời đại này là do cộng nghiệp mà cảm ứng chúng ta có thể tránh được không nếu như có cái tâm muốn tránh khỏi cái suy nghĩ như vậy thì cũng là sai lầm cho nên chúng ta phải rõ ràng không thể nào tránh khỏi chúng ta phải làm sao chúng ta nhất định phải nghe theo lời dạy bảo của phật bồ tát sống một ngày ngày đó phải tích lũy công đức đoạn ác tu thiện không sợ chết con người ai mà không chết chết rất bình thường vấn đề là sau khi chết sẽ đi về đâu người thế gian đều không hiểu chúng ta phải hiểu. Phải nắm bắt cơ hội đoạn ác tu thiện. Vậy thì các gì nhất định sẽ đúng rồi. Cái gì là thiện, cái gì là ác phải hiểu rõ, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh là thiện. Lợi ích cho chính mình là ác nhất định phải hiểu rõ ràng toàn tâm toàn lực vì xã hội vì chúng sanh xã mình vì người phục vụ mọi người các vị thành tâm thành ý phục vụ họ chưa chắc họ cảm ơn các vị nhưng mà chúng ta biết nên làm thì nhất định phải làm chúng ta không phải là mong cầu người ta cảm kích chỉ là đem việc mà bổn phận chúng ta phải làm làm cho tốt bổn phận của chúng ta là xá minh vì người vì chúng sanh phục vụ trong khi phục vụ việc quan trọng nhất là giúp người khác giác ngộ giúp người đoạn ác tu thiện giúp người phá mê khai ngộ chúng ta có thể làm như vậy mới chân thật là đệ tử phật thực sự là bồ tát đạo Cho nên không thể không đọc kinh Không thể không lý giải Sau khi hiểu được đạo lý này Nhất định phải y giáo phụng hành Được rồi, hôm nay Thời gian đã hết Chúng ta chỉ học tới đây A-di-đà-phật tây cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật